Ngày 11 tháng 7, gia đình của ông Shinzo Abe sẽ tổ chức một lễ viếng riêng tại đền Jojoji, Tokyo. Đây là nghi thức truyền thống mang tên Tetsuya, thường được tổ chức vào đêm trước lễ tang và chủ yếu dành cho gia đình người đã khuất. Theo truyền thống, Tetsuya được tổ chức suốt đêm, nhưng hiện nay nghi lễ này thường được rút ngắn một nửa, diễn ra trong khoảng thời gian từ 18 đến 21 giờ. Trong khoảng thời gian này, sư thầy sẽ tụng kinh một lần. Sau khi kết thúc nghi lễ, các thành viên trong gia đình luân phiên ở bên người mất cho đến khi đưa tang vào ngày hôm sau. Họ phải bảo đảm nến và hương cháy liên tục tuy nhiên nhiều người chủ trì tăng lễ tỏ ra mệt mỏi vì bị thiếu ngủ do phải thực hiện nhiều nghi lễ do đó các gia đình có xu hướng giảm bớt cánh nặng chẳng hạn bằng cách sử dụng hương phòng cháy suốt đêm thay cho loại thông thường gia được tiến hành sau khi đặt thi thể người mất và quan tài và lập bàn thờ ngày nay lễ gia thường được tiến hành trong chùa hoặc nhà tăng lễ vì vậy sau khi thi thể được đặt trong quan tài tại tư gia hoặc nhà tăng lễ quan tài sẽ được đưa đến nơi tổ chức lễ gia. sau khi tổ chức lễ Tetsuya cho ông abe Gia đình vị cựu thủ tướng dự kiến tổ chức đám tang vào ngày 12 tháng 7 tại đền Jojoji. Kế hoạch tổ chức lễ tang cấp nhà nước vẫn chưa được công bố. Nhật Bản hiện vẫn chưa có công bố chính thức về việc tổ chức quốc tang cựu thủ tướng Shinzo Abe. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố Mỹ sẽ treo cờ rủ để tưởng nhớ ông Shinzo Abe và Tổng thống Brazil ra lệnh quốc tang 3 ngày ở nước này để tưởng nhớ cựu thủ tướng Nhật. Còn Ấn Độ để quốc tang một ngày tưởng nhớ cựu thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe để bày tỏ sự tôn trọng sâu sắc nhất của các quốc gia đối với nhà lãnh đạo đáng kính.